ăn trộm gà đẻ. Đi cả ngày trời mà không tìm được con mồi nào, thế này thì ta sẽ chết vì đói mất. Khu rừng này bây giờ thức ăn đã cạn kiệt hết rồi, ta không thể ở mãi trong khu rừng này được. Chắc ta phải đi xa hơn, may ra mới tìm được thức ăn. Con mồi kia rồi, cuối cùng cũng tìm được một đàn gà béo mẩm. Hôm nay ta sẽ được một bữa no nê đây. Ơi, cáo kia các cậu ơi. Hôm nay các ngươi sẽ là miếng mồi ngon của ta. Phải làm sao bây giờ? Con cáo sẽ ăn thịt chúng ta mất. Nào, đến lúc rồi. Bác cáo ơi, trước khi ăn thịt chúng tôi, xin bác hãy ban cho chúng tôi một ân huệ cuối cùng. Đằng nào thì bọn nó cũng chẳng thoát được, cứ để chúng nó xem sao. Các người muốn gì? Xin cho chúng tôi được cầu nguyện trước khi chết. Cầu nguyện xong, chúng tôi xin đứng thành hàng để bác ăn thịt. Chết đến nơi rồi còn lắm chuyện. Thôi được, nhưng các người nhanh nhanh lên đây, ta không có kiên nhẫn đâu. Ôi, cảm ơn bác. Cục 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 tác. Cục tác cục tác. Quát quát. Cục cục tác cục tác. Quát quát. Này mình ơi, sao hôm nay đàn gà kêu ầm ĩ lên thế nhỉ? Không hiểu có chuyện gì. Các ngươi cầu nguyện sao lại kêu ầm ĩ như thế? Đấy là tiếng của chúng tôi, bác làm sao mà hiểu được? Thôi, đến lúc rồi, ta không muốn chờ nữa. Để tôi thử ra xem sao. Ôi, con cáo. Có cáo à? Đúng, nó đang định bắt gà nhà mình kìa. Mình nhỏ tiếng thôi, để tôi xử lý. À! Đáng đời con cáo gian ác. Sĩ diện hại thân. Lại còn rét nữa chứ, toàn húp cháo cầm hơi như thế này thì chết mất. Hay là mình sang bắt trọng vây đấu gạo ăn tạm đến ngày gặt lúa nhỉ? Không được, làm thế khác nào nói cho thiên hạ biết mình nghèo kiết xác. Người ta khinh cho, mất mặt lắm. Bác thân ơi! Thím Xuân sang đây làm gì nhỉ? Đàn bà họ tinh mắt lắm, nhìn vào là biết ngay nhà chẳng còn gạo ăn. Thím ta mà biết thì có mà cả làng này biết mất. À, đây rồi. Ai hỏi gì thế? Chào bác thân, bác cơm nước gì chứ ạ? Vâng, thím đến chơi đấy ạ. Tôi ăn rồi thím ạ. Hôm nay ăn có hơi quá nên bụng thấy ì ạch, khó chịu quá. Ngày giáp hạt mà có ăn là may lắm rồi bác ạ. Hôm nay em đến bác có chút việc đây. Việc gì hả thím? Chả là ngày mai là giỗ ông cụ nhà em, làm ở nhà bác cả. Bác thu xếp lên phố huyện một chuyến. Trước là làm giỗ cụ, sau là anh em gặp mặt sum họp. Hay quá, đáng đói lại được đi ăn cỗ. Vâng, có năm nào giỗ cụ mà tôi vắng đâu. Thím cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ có mặt. Vậy em yên tâm rồi. Bác nghỉ đi, em xin phép về luôn. Ấy, tôi quên mất, thím uống chén trà đã. Thôi, em xin phép, em còn phải đi mời mấy bác ở làng bên.
Mấy cái bác nhà giàu ấy khó tính lắm, cứ mời muộn một tí là tự ái không đến. Vậy à, thê thím về nhé. Ngày mai mày lại được chén đẩy rồi nhá, cố nhịn thêm bữa nay thôi. Nhưng mà trời lạnh thế này mà mình chẳng còn cái áo ấm nào mặc cả. Người ta mà biết thì người ta khinh. À, đúng rồi, mình đem theo cái quạt mo này, thỉnh thoảng phè phẩy để người ta tưởng mình thấy nóng bức nên không mặc áo ấm, chứ không phải vì mình nghèo. Trời ơi, trời lạnh thế này, chúng tôi đang rét run hết cả lên đây, mà sao bác cứ phê phẩy cái quạt mo suốt thế? Khổ thế đây, tôi có cái máu nóng, lúc nào cũng thấy người nóng rang chú ạ. Ồ, vậy ư, lạ nhỉ, vậy là bác đỡ được cái khoản áo bông và chăn mùa đông đấy. Ấy mà thật đấy, suốt mùa đông, tôi chỉ cần mặc mình áo mỏng này thôi. Chú không biết chứ, nhìn người khác mặc áo bông mà tôi thấy hãi lắm. Ngủ là phải nằm chỗ thoáng gió cơ, phòng kín ấm áp, tôi cũng không chịu được. May quá, họ tin sái cổ. Thôi, ta dùng đi chứ, cứ mãi chuyện mãi. Trời cũng muộn rồi, để em sắp xếp cho bác đi nghỉ. Thím chu đáo quá, ngồi mãi tôi cũng thấy mỏi. May quá, phải vào trong chăn làm một giấc, rét quá đi mất. Ơ kìa, mình xếp giường cho bác thần ngủ đó ư? Vậy sao không hỏi tôi? Người bác ấy nóng lắm, mình không thấy trời lạnh thế này, bác ấy còn mặc áo cộc, quạt quạt mo à? Tôi đã sắp xếp một phòng riêng cho bác ấy rồi. Em đã dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, biết bác nóng nên em đã bỏ tấm đệm và chăn đi rồi. Phòng này ư? Vâng, bác yên tâm, phòng này tha hồ thoáng mát, gió lùa bốn phía. Bác khỏi phải lo dùng quạt mo. Thôi, muộn rồi, bác cứ nghỉ ngơi tự nhiên nhé. Là chính mình. Tiếc quá, con vồ trượt mất con mồi ngon này rồi. Ồ, thực ra thì nếu là một con chuột khác cũng đáng tiếc thật đấy. Nhưng đó chỉ là một con chuột nhắt gầy guộc, xấu xí nhất mẹ từng thấy đấy. Vâng, mẹ nói thật đúng. Con chuột đó vừa xấu xí lại vừa hôi hám nữa. Sao trên đời lại có con vật bẩn thỉu xấu xí đến thế chứ? Không đẹp đẽ, oai phong như loài mèo chúng ta. Mình thật là bất hạnh, đã không có tài cán gì, lại còn xấu xí, hôi hám. Ồn ào quá. Ai lại ngồi đây mà khóc thế? Không để yên cho ta ngủ gì cả. Ồ, vị thần này chắc hẳn có rất nhiều quyền phép. Biết đâu ông ấy có thể giúp được mình. Mọi người đều chê con xấu xí, ai cũng khinh thường con. Xin ngài hãy giúp cho con. Đừng có khóc nữa, ta ghét nhất là tiếng khóc, nhức hết cả đầu. Thôi được rồi, người muốn ta giúp thế nào? Xin ngài hãy cho con biến thành mèo. Lũ chuột kia thấy con sẽ vô cùng khiếp sợ và nể phục cho xem.
mình đã được trở thành mèo. Phải rồi, mình dọa cho chúng một phen. À, mèo, cứu tôi với. Đáng đời chúng bay. Hả? Ê, ôi. Suýt nữa thì toi. Làm mèo chẳng sung sướng gì cả. Con ngày mất mạng chứ chẳng đùa. Thần rừng ơi, xin ngài hãy xuất hiện. Thần rừng ơi, đã giúp ngươi rồi, ngươi vẫn còn làm phiền ta nữa hả? Mau đi khỏi đây ngay. Thưa thần rừng, làm mèo cũng chẳng sung sướng gì. Suýt nữa thì con đã chết dưới sự hung tợn của chó. Xin ngài hãy giúp con. Không, ta đã giúp ngươi rồi. Hãy mau đi đi, để cho ta yên. Nếu ngài không giúp con thì con cứ khóc ở đây cho đến chết thì thôi. Thôi được rồi, ngươi nói đi, một lần này nữa thôi. Là chuột thì sợ mèo, mèo thì sợ chó. Mình phải trở thành gì đấy nhỉ? Là gì thì mới không sợ ai nữa, mới có thể khiến mọi người nể phục. Thế nào rồi, mau đưa ra quyết định. À, phải rồi, làm voi, voi to khỏe. Đến sư tử hay hổ báo, còn phải nể voi vài phần. Voi vừa có sức mạnh, vừa được mọi người yêu quý. Ngài hãy cho con làm voi. Ôi! À ha! Mình thật là oai phong làm sao? Ai cũng nể sợ mình. Bây giờ mình không còn bị khinh thường nữa. À, chuột, chuột. Ôi, mình quên mất là voi sợ chuột. Voi cũng không bằng chuột. Cuối cùng thì ngươi lại sợ hãi với chính bản thân mình. Bản tính hèn nhát, luôn trốn tránh khó khăn, thì dù có biến thành gì đi nữa thì vẫn vậy thôi. Phải rồi, ai cũng có nhược điểm. Thay vì thần tượng một ai đó rồi cố biến thành họ, thì mình cần phải nỗ lực rèn luyện bản thân, tạo ra dũng khí mạnh mẽ để dám đối diện trực tiếp với đối thủ. Thì dù mình có là một con chuột nhỏ bé, mình vẫn có thể khiến đối phương to lớn, kinh hãi. Từ đó, chuột trở nên lạc quan yêu đời và luôn tự hào về chính bản thân mình. Lòng tham vô đáy. Lại thần phù hộ cho con phát tài phát lộc, ra đường nhặt được tiền, xuống biển mò được ngọc trai, lên rừng đào được vàng. Con xin thờ thần suốt đời. Chuyện gì vậy? Nhà đã không còn hạt gạo nào nữa rồi. Tôi định bán chiếc bình này ra chợ bán lấy tiền. Ai ngờ... Đúng là hậu đậu mà. Của cải trong nhà đã bán gần hết rồi, sau này biết lấy cái gì mà ăn. Mình yên tâm đi, ngày nào tôi chả cầu thần phù hộ, chẳng mấy chốc mà giàu, lúc đó tha hồ mà sắm sửa luôn. Ngày nào mình chả cầu mà có được cái gì đâu. Hay là thần linh chơi lễ vật nhà mình dâng lên ít quá nên không chịu phù hộ. Mình nói cũng phải. Được rồi, mình xem ngày mai còn đồ gì đáng giá bán hết cho tôi. Tôi sẽ chiêu đãi các thần một bữa thật thịnh soạn. Đã ăn hết cả cái thủ lợn rồi mà chẳng thấy lộc lá gì cả. Nhà lại chẳng còn gì, vợ chồng mình chết đói mất thôi. Tiếng gì thế? Gà nhà ai thế? Hay là thần linh gửi đến cho vợ chồng mình? Trời ơi, là thần với thánh. Giết quách con gà này ăn cho xong đi. Phải đấy, một con gà thì làm được cái quái gì chứ? Hả? Cái gì đấy? Trời ơi, quả trứng bằng vàng. Phát tài rồi. Ôi, là vàng.
Vàng của ta. Cảm ơn ngài, chúng con đội ơn ngài. Chúng ta đổi đời rồi. Cút đi, ta không thừa của cải mà cho nhà ngươi đâu. Mình này, con gà này ngày nào cũng đẻ trứng vàng, chắc trong bụng của nó có nhiều vàng lắm. Hay là ta giết quách nó đi, lấy hết vàng ra. À, đúng rồi, sao mình không nghĩ ra sớm nhỉ? À, hả, vàng đâu? Vàng đâu rồi? Từ ngày mất con gà đẻ trứng vàng, hai vợ chồng cũng không lo làm lụng. Chẳng mấy chốc, họ phải bán đồ đạc hết trong nhà và phải trở về cuộc sống nghèo túng khi xưa. Thế mới thấy những kẻ lười biếng tham lam không chịu lao động mà chỉ trông chờ vào vận may thì ngay cả thần linh cũng không thể giúp nổi. Không chịu tự nghĩ. Trời ơi là trời, sao đường đang đẹp mà lại có cái ổ voi này? Bánh xe ngập hết nữa rồi vào bùn thế này, sức mình làm sao lên được chứ? Mà chẳng có một bóng người là sao? Trời thì nóng như thiêu như đốt, đành chờ xem có ai qua thì nhờ kéo lên vậy. Mấy tiếng đồng hồ rồi mà chẳng có cái xe nào đi qua là sao? Sao số mình đen đủi thế? Trời hại ta rồi. Trời ơi, xin ngài hãy giúp con thoát khỏi cảnh này. Trời ơi là trời, xin ngài hãy giúp con. Là người thật đáng thương. Xe của con không may bị sa xuống hố bùn, con chờ mãi mà không có cái xe nào chạy ngang qua để nhờ giúp đỡ. Xin ngài rủ lòng thương giúp con được không ạ? Trước tiên, ngươi hãy cầm xẻng xúc bớt bùn đất xung quanh bánh xe, đập vỡ những viên đá chèn vào bánh xe. Sau đó cào bằng đoạn đường cạnh hố bùn. Nếu nhà ngươi làm xong những việc ấy thì hãy lên xe quất ngựa thử lại xem sao. Nhưng ta có điều này, ngươi hãy ghi nhớ: khi gặp khó khăn, đừng vội cầu xin sự giúp đỡ từ người khác, mà trước tiên hãy tự động não suy nghĩ tìm cách giải quyết những việc có thể làm được. Khi đó biết đâu lại chẳng cần đến sự giúp đỡ của ai. Vâng, con sẽ làm ngay ạ. Giấc mơ kỳ lạ quá. Hay là ta cứ thử làm theo xem sao.
thế này chắc là được rồi. Bây giờ thử thúc ngựa chạy xem sao. Con cảm ơn ngài. Cái giá của sự nhỏ nhen. Chà, những quả táo mới thơm ngon làm sao. Phải tranh thủ hái hết chúng xuống mới được. Này, anh kia, sao lại dám chọc táo của tôi? Ai cho phép anh làm thế? Cây táo này là của tôi có quyền hái, chẳng ai cấm được tôi cả. Nó nằm trên đất nhà tôi, nó là của tôi, chỉ có tôi mới được phép hái nó. Đừng hòng, ta cứ hái đấy, ngươi làm được gì nào? À, ghê nhỉ? Được, ta cũng cứ hái táo của ta, ngươi cũng chẳng làm được gì. Trời ơi, cái thằng cha kia làm gì vậy? Anh làm cái quái gì thế? Sao lại quát rác sang nhà tôi? Thì tưởng cây táo này của ngươi, nên ta trả lại lá cho ngươi thôi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Của nhà ta à? Nó nằm trên đất nhà ngươi, nên nó là rác của nhà ngươi. Là của ngươi, không phải của ta, là của ngươi. Trả ngươi cây táo, trả ngươi. Trả ngươi cây táo, trả ngươi. Hả? Ông là ai? Ta là thần cây. Các ngươi gọi ta đến có việc gì vậy? Thần cây? Chúng ta có gọi ông đâu. Ông là thần cây. Vậy chắc hẳn ông có phép thần tiên. Liệu ông có thể biến điều ước của ta thành hiện thực không? Chà, tưởng gì, cái đấy thì đơn giản. Được, nếu các ngươi muốn, ta sẽ cho các ngươi mỗi người một điều ước. Thật vậy sao? Liệu ông có thể làm được không? Được, tất nhiên là được chứ. Ta sẽ biến ước mơ của các ngươi thành sự thật, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì vậy ạ? Với một điều kiện là ngươi ước gì thì người kia sẽ được gấp đôi và ngược lại. Các ngươi thấy thế nào? Mình chỉ ước có một ngôi nhà đầy vàng, lúc đó mình tha hồ mà ăn tiêu. Nhưng mà thế thì cái gã gầy kia cũng sẽ được những hai ngôi nhà như thế. Làm thế nào nhỉ? Thôi kệ, cứ thử xem ông thần này có làm được đúng điều ông ta nói không đã. Dạ, thưa thần cây, tôi chấp nhận điều kiện. Chỉ mong thần có thể ban cho một ngôi nhà đầy vàng bạc châu báu. Được thôi, ngươi sẽ được một ngôi nhà đầy vàng. Thật không thể tin được, điều ước đã thành sự thật. Thật là tuyệt vời, mình đã có được hai ngôi nhà đầy vàng, gấp đôi cả tên béo. Trời ơi, hắn được những hai ngôi nhà liền đầy vàng. Mình ngu quá, thật không thể chịu nổi. Thưa thần cây, xin cho tôi thêm một điều ước nữa được không ạ? Chỉ một điều nữa thôi ạ. Người vừa được một điều ước rồi, để cho anh kia ước tiếp chứ. Vâng, thưa thần cây,
xin hãy cho tôi một điều ước này nữa thôi, rồi ngài cho hắn được ước cũng chưa muộn ạ. Thôi được rồi, hãy nói mau đi. Mình không thể ước điều may mắn để hắn gấp hai lần may mắn của mình được. Đúng rồi, xin thần hãy cho tôi mù một mắt. Trời ơi, mắt tôi không thể như thế được. Thật là đáng đời. Tên béo đáng chết, dám làm hại mình. Mình cũng sẽ cho hắn biết tay. Thưa thần cây, giờ tới lượt tôi được ước rồi chứ ạ. Xin thần hãy cho tôi biệt cục một tay. Một gã tham lam và một gã đố kỵ, đúng là một lũ ngu ngốc. Uyên bác hơn sách. Hay, hay, quả là hay. Đúng là trong sách chẳng điều gì là không có. Ông ơi, con chó tự nhiên bị bệnh nằm ở xó nhà, phải làm sao bây giờ hả ông? Ồ, cái đó có khó gì. Để tôi xem trong sách có cách nào chữa bệnh cho nó không. Ông ơi, cách của ông hay thật. Con chó đã khỏi rồi. Chuyện lại phải khen phò mã tốt áo. Tôi đã bảo bà rồi, mọi chuyện đều có trong sách hết. Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, chẳng phải đi đâu xa, cứ đọc sách là đủ. Mà bà thấy thằng Tự đâu không? Nó đang chơi bi ngoài sân kìa. Cái thằng lười nhác, đã bảo ở nhà đọc sách mà vẫn đi chơi bi à? Tôi cũng thấy nó đọc cả chiều rồi. Nhưng con nó còn nhỏ, cho nó giải trí với các bạn một tí đã sao. Chơi bi cũng rèn luyện cho nó nhiều điều đấy chứ. Bà thì biết cái gì, chẳng có cái gì tốt hơn điều sách dạy cả. Tự, vào đây cha bảo. Dạ, cha bảo gì con ạ? Cha thấy con ham chơi quá, chẳng chuyên tâm học hành gì cả. Con đã đọc hết chỗ sách cha giao chưa? Dạ, con đọc được một nửa rồi ạ. Mới được một nửa sao? Đi theo cha mau. Tự, con thấy gì? Con thấy rất nhiều sách ạ. Đúng, nhưng chúng không chỉ là sách, chúng là kiến thức, là tinh hoa của trí tuệ nhân loại. Không có điều gì trên đời này không có trong sách. Cái gì cũng có trong sách ạ? Đúng vậy, cha đã bỏ bao công sức, tâm huyết để đọc hết số sách này, để có được kiến thức uyên bác. Nhưng kiến thức uyên bác để làm gì ạ? Sách sẽ dạy ta mọi thứ về cuộc sống. Con sẽ giải quyết được mọi vấn đề, dù là khó khăn nhất, mọi người sẽ nể sợ con. Mọi người nể sợ để làm gì ạ? Thì... Mà thôi, không nói nhiều nữa. Từ giờ con phải theo cha đèn sách, cấm có chơi bời lêu lổng. Nóng quá. Ôi, nóng quá, nóng quá. Tự đâu? Tìm trong sách xem rau cháy thì làm thế nào. Nhưng sách nào ạ? Xem nào, xem nào. Trong sách nói rau là một bộ phận. Khi gặp hỏa hoạn, việc đầu tiên là... À, lửa tắt rồi. Tự, con đọc sách nào mà biết cách chữa cháy rau hay vậy? Con thấy cháy thì dùng nước để dập, chứ con có đọc sách nào chữa cháy rau đâu ạ. Chờ cha dỡ được sách ra thì đã cháy hết cả tóc rồi ấy chứ. Nắm lấy số phận. Này ông, làm cái gì vậy? Không thấy tôi đang nằm đây à? Ôi trời ơi, hóa ra là một ông mù. Tôi xin lỗi,
Mà sao trời sắp tối rồi anh lại nằm ở đây? Cái gì? Ông mù mà sao lại biết trời tối? Chuyện đó dễ thôi mà. Thế sao giờ này mà anh vẫn nằm ở đây? Tôi khổ lắm ông ạ. Đầu tắt mặt tối suốt ngày mà mãi chẳng sướng lên được. Căn nhà thì ngày càng ngày tồi tàn. Giờ tôi chẳng muốn về nữa. Không biết bao giờ tôi mới thoát được cái kiếp sống nghèo khổ thế này đây. Ta thấy anh cũng không vất vả đâu. Đến tầm 30 tuổi anh sẽ trở nên khá giả đấy. Người ta nói tam thập nhi lập mà. Thật sao? Bây giờ mình ăn uống kham khổ vậy, chắc chắn sau này sơn ngào hải vị cái nào chẳng có. Trời ơi, năm nay mình 33 tuổi rồi mà chẳng thấy sung sướng gì cả. Nếu như theo lời ông lão nói thì giờ này mình phải giàu có lắm rồi chứ. Còn có chuyện gì buồn hay sao mà mặt mày sầu não vậy? Dạ, có một ông lão nói số của con đến năm 30 tuổi sẽ rất giàu và sung sướng. Nhưng con chẳng thấy gì cả. Thậm chí con còn khổ hơn nữa. Thưa thầy, có phải là con người thực sự có số không ạ? Đúng vậy. Vậy thì thầy có biết cái số của con nó thế nào không ạ? Có phải cái số của con là suốt đời phải chịu nghèo hèn đúng không ạ? Con hãy đưa bàn tay của con ra xem. Con có nhìn thấy không? Cái đường xiên xiên này biểu thị cho sự nghiệp. Cái đường kẻ ngang này tượng trưng cho tình duyên. Còn đường gần như thẳng đứng này tiêu biểu cho sức khỏe, hay còn gọi là sinh mệnh. Cái đường mờ mờ kia là đường giàu sang phú quý đấy. Nó sẽ rõ dần lên theo con đấy. Dạ, con nhìn rõ ạ. Giờ con hãy nhẹ nhàng nắm bàn tay của mình lại. Dạ, nắm làm gì ạ? Thì con cứ nắm vào mà nắm thật chặt nha. Vậy con nói xem, giờ mấy đường chỉ tay kia đang nằm ở đâu? Dạ, những đường chỉ tay... Những đường chỉ tay của con có chạy ra ngoài không? Dạ, nó vẫn nằm trong tay con ạ. Con thấy không, số phận của con người không phải là nằm trong lời nói của người khác, mà nằm trong bàn tay của chính mình. Dạ, dạ, bây giờ thì con đã hiểu rồi ạ. Con cảm ơn thầy. Kỹ nghệ bán hàng. Cửa hàng này trang trí bắt mắt quá, vào xem thử mới được. Chào ông, tôi có thể giúp được gì cho ông? Ồ, không, cảm ơn, tôi chẳng cần mua gì cả. Tôi được nghỉ phép nên đi dạo xung quanh chơi thôi, tôi không làm phiền chứ? Ồ, không, mời ông tự nhiên. Nghỉ phép à? Thích nhỉ? Ừ, tôi được nghỉ 3 ngày mà chẳng biết làm gì. Ồ, nghỉ 3 ngày? Sao lại chẳng biết làm gì? Thời tiết đẹp thế này, sao ông không vào rừng quay bon chơi?
Mà lạnh thế này, ở ngoài trời nướng nấm hương ăn thì con gì bằng. Ồ, ý kiến hay đấy. Đi chơi rồi ăn nấm hương thì quá tuyệt. Có lẽ tôi phải tới đó mới được, không thì buồn chết. Nấm hương phải ăn buổi tối mới thú vị. Ông chắc sẽ không về kịp đâu. Mà đã ra ngoài chơi thì phải chơi cho thật đã. Ông nên mang theo một chiếc túi ngủ hoặc một cái lều gấp thì như vậy sẽ tiện hơn. Ồ, được đấy. Đang vui mà phải về thì chán thật. Chỗ của anh có túi ngủ không? Có chứ thưa ông. Mời ông theo tôi. Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp quý khách lần sau. Này anh, có chuyện gì vậy thưa ông? Xe của tôi không thích hợp để leo núi. Ồ, điều này có khó gì đâu. Mời ông theo tôi. Ôi, những chiếc xe này đẹp quá. Thế mới đúng kiểu chứ. Đây là dòng Porsche mới nhất, chuyên dùng để chạy đường rừng núi. Kiểu dáng thể thao rất sang trọng, rất hợp với một quý ông lịch thiệp như ngài. Chà, đúng là đẹp thật. Chiếc xe này chắc đắt tiền lắm đây. Nhưng xe này chỉ để đi rừng là thích hợp thôi. Không lẽ dùng vài lần mà phải mua sao? Ông đừng lo, nếu ông muốn có thể thuê theo thời gian. Giá cả rất phải chăng. Thế thì tuyệt quá. Tôi sẽ thuê trong 2 ngày. Cảm ơn ông. Chúc ông có một chuyến đi thật vui vẻ. À, anh tên là gì nhỉ? Tôi là Jimmy, thưa ông. Jimmy, cậu là người bán hàng giỏi nhất mà tôi từng gặp đấy. Đằng sau đó hoa rực rỡ. Ui da, đau quá. Cậu là ai thế? Ồ, cậu không biết mình sao? Trước kia mình cũng là một củ thực dược, nhưng bây giờ mình đã là một cây non. Cây non ư? Nhìn cậu chả giống mình gì cả. Cậu xinh xắn thật đấy. Làm thế nào mình trở thành cây non như cậu được? Đơn giản lắm. Cậu chỉ việc xé lớp vỏ cứng bọc bên ngoài cho chồi non nhú ra, nó sẽ mọc thành cây. Eo ơi, thế thì đau lắm. Ừ, tất nhiên là đau. Nhưng nếu không trải qua đau đớn, cậu không thể phát triển thành cây và có những bông hoa xinh đẹp được. À! Thôi thôi, tôi chả dại mà nảy mầm làm gì. Có khi chưa kịp đẹp đẽ đã bị vùi dập đến chết rồi. Tại sao cậu không ở yên trong lớp vỏ cứng cho an toàn, lại đi đâm lên cái chồi yếu ớt đó mà hứng chịu sâu bọ, nắng hạn? Cậu có thấy những đóa hoa kia không? Ôi, những đóa hoa đẹp quá. Những cây hoa đó mọc lên từ những củ giống như cậu. Nếu không dũng cảm trải qua đau đớn, sâu bọ, thiên tai, thì cậu mãi chỉ là một củ giống xấu xí và vô dụng.
Thực Dược ơi, cậu thành công rồi đấy. Một bông hoa thật to, thật đẹp. Cậu đã thấy thành quả rồi đấy. Nếu mình cũng như cậu, không đủ dũng khí để chui ra khỏi cái vỏ bọc ấm áp, an toàn kia, thì bây giờ mình đã thối rữa dưới lòng đất rồi. Cái gì? Thối rữa ư? Đúng, cậu không cảm thấy mình đang chết ư? Cậu không thể đi ngược lại quy luật đào thải của tự nhiên, hoặc là tiếp tục phát triển, hoặc là chết. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!